hai các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stoby Gaming đây. Và hôm nay thì 500 anh em sinh viên của tụi mình đã tiếp tục tập hợp ở tại đây. Và tụi mình sắp làm một cái phi vụ mới rồi các bạn. Thì cái phi vụ này là một cái phi vụ mà hồi trước đó giờ 500 anh em sinh viên đỏ đội trưởng của mình là chưa có bao giờ làm luôn. Và hôm nay mình sẽ phá lệ làm cái chuyện này. Vì hôm nay đội trưởng của tụi mình là một thằng sinh viên cuồng phong vàng các bạn, chứ không phải là một người đội trưởng màu đỏ như anh em thường thấy đó các bạn ha. Tại vì hôm nay á, nó không phải là một cái người đội trưởng của 500 anh em siêu nhân đổi đội trưởng. Cho nên hôm nay nó đưa ra ý kiến, đó chính là hôm nay tụi mình sẽ đi cướp ngân hàng các bạn. Đó, các bạn có tin được là 500 anh em siêu nhân đổi đội trưởng của tụi mình lúc trước là toàn là đi làm những cái việc thiện không à. Đi làm mà những công việc gọi là hả, cứu người dân thành phố nè, rồi tiêu diệt những con quái vật nè các bạn. Toàn đi làm những cái chuyện mà gọi là hả, siêu anh hùng không các bạn ha. Bây gọi là siêu nhân đó. Nhưng mà hôm nay tụi mình sẽ đi cướp ngân hàng, cái chuyện mà tụi mình chưa bao giờ làm trong quá khứ luôn các bạn. Do là cũng có nhiều bạn yêu cầu mình, anh ơi hãy cho 500 anh em siêu nhân đi cướp ngân hàng đi. Thì ok, hôm nay thì mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn ha. Và đặc biệt hôm nay á, là mình sẽ cho nó cầm cái súng laser alien các bạn. Đây là một cái súng 3 nòng. Đấy các bạn thấy không, đây là một cái súng 3 nòng. Nếu mà nòng này nó hư thì sẽ có nòng khác thay thế. Đó các bạn thấy không, bắn rất chìa đã luôn. Cái này mà bắn quái vật nó còn chết nữa, chừng nó đi bắn mấy thằng công an ở trong GTA 5 các bạn ha. Để mình chỉnh ban ngày cho nó sáng chút xíu. Rồi ok, trời là phải đầy nắng như vậy thì tụi mình đi cướp ngân hàng nó mới có máu các bạn. Đây thì cái tiệm ngân hàng nó nằm ngay trước mặt tụi mình thôi, chứ không ở đâu xa hết các bạn ha. Ok, hôm nay thì tụi mình sẽ đi cướp ngân hàng nhanh gọn lẹ nhất có thể các bạn ha, để không bị mang điều tiếng gì hết. Oh, what the fuck, cái chỗ này vô đường nào vậy? Đây là một cái cửa hàng ăn đúng không? Hình như là cái cửa hàng này vô không có được, mình chỉ mua được thôi. Đây cái cửa vô mà tụi mình vô không có được. Rồi đây, đây là ngân hàng ngay trước mặt của tụi mình nè các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ làm một cái phi vụ đó ha. Đây có nguyên một cái chiếc xe. Các bạn biết là chiếc xe là chiếc xe gì không? Đây là một cái chiếc xe mà gọi là của tin tức đó các bạn. Weezy New, có nghĩa là xe của báo chí đồ á. Nhưng mà nhiều khi á, mình chơi trong GTA 5 á, mình thấy mấy thằng tội phạm nó đi cướp ngân hàng, đi cướp tiền các bạn, nó cũng hay sử dụng những cái chiếc xe này nè, để nó mất tiền ra làm sao á, không? Chiếc xe này nó có rất là nhiều công dụng luôn các bạn ha. Rồi ok, bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu đi cướp ngân hàng giữa ban ngày ban mặt luôn các bạn ha. Không có sợ bất cứ nào hết á. Người rất là đông luôn. Nhưng mà hôm nay tụi mình cướp là tụi mình cướp à. Rồi thấy 500 anh em kéo tới đây là thấy có chuyện rồi đó các bạn. Ok các bạn, thì hôm nay là nguyên cái biệt đội của mình á, thì nó cũng chỉ có nhiêu đây thôi, không có anh em nào mới hết, cho nên là mình khỏi giới thiệu các bạn ha. Nhưng mà mình chỉ nói sơ qua cho các bạn biết thôi các bạn ha. Đây chiến đội kỵ sĩ nè, thần kiếm nè các bạn, hải tặc, thú điện long, thiên sứ, cơ động, siêu nhân khủng long các bạn ha. Đó gao bạc với lại gao đỏ các bạn. Ok, với lại cuồng phong đỏ nữa. Rồi bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu đi vào đây thôi các bạn. Đây, đây khi mà vào trong đây thì tụi mình sẽ gặp hàng bảo vệ đứng đây. Một thằng, đây thằng kia nó biết rồi các bạn ơi, biết rồi bắn mới luôn. Đu mới chưa gì rồi, nó bấm cầu bổ động rồi các bạn ơi. Xin chào anh em. Đông quá mình đi không được luôn à. Bắn đỡ trước thằng để tụi mình mới đi vô được. Mày dám đặt cò bổ động ở đây hả mày? Mày dám đặt cò bổ động đây là mày xong rồi con. Anh em tao ở đây rất đông nguy hiểm nhá. Không, lúc mà mình cướp ngân hàng các bạn, mình thích nhất là mấy khúc này nè, đặt bom rồi phá cửa ra nè, nhìn nó mới gọi là hoành tráng các bạn ha. Đâu thằng nào bắn cổ động đâu. Ủa đâu mất tiêu hết rồi.
Hồi nãy trong đây mình thấy có người trong đây mà ta. Mình phá hết mấy cơ sở dữ liệu tiền bạc của nó, mình phá hết giấy tờ dưới đây. Rồi để giấy tờ dưới đây tao. Tao đốt luôn. Phá hết các bạn ha. Tụi mày dám hả? Báo công an hả? Ở trên đây không biết có thằng nào trên đây không? Mấy nhỏ nào nó cứ la ớ hoài ta. Nhạy cảm quá ta. Ê các bạn ha. Ớ kìa. Đốt luôn. Rồi. Bây giờ mình đi vô các bạn. Ê, những anh em của mình sẽ đứng ở trên cản địa với lại làm cái nhiệm vụ là canh phòng bảo mật cho mình. Để lỡ mấy thằng cảnh sát mà nó có tràn vào á thì mấy thằng này nó sẽ là người để mà đứng ra cản trở lại các bạn ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ hack cái khóa này các bạn. Quá nhanh gọn lẹ luôn. Tại vì cái này là mình đã làm thuần thục rồi. Mình cướp không biết bao nhiêu lần rồi các bạn. Cho nên giờ mình bấm một cái một là hả hát được liền. Đây, nhìn anh em siêu nhân cùng phong đeo kiếm vô cướp ngân hàng. Nhìn ngầu lòi luôn các bạn ơi. Ngầu như là cái bồn cầu luôn á. Rồi, sắp tới khúc mà mình hả gọi là mong chờ nhất rồi các bạn. Ôi, hôm nay có vàng. Wow. Mấy bữa là chỉ có đô la thôi, hôm nay là có vàng luôn các bạn. Ngon lành cành đào các bạn ơi. Rồi. Vàng này mới đã nè các bạn, vàng này mới nhiều tiền nè. Đô la lúc tụi mình cướp là có 1-2 triệu đô à. Còn vàng nó nhiều lắm. Không các bạn thấy vàng không? Chơi gì nè, bên phải cuối màn hình của mình nó lên gần 2 triệu đô rồi nè. Quá dữ luôn. Cái này nó phải lên gần tầm 5 triệu đô. 5 triệu đô là các bạn biết nhiêu không? 5 triệu đô, 6 triệu đô là mấy trăm tỷ luôn các bạn. 100 mấy 200 tỷ luôn á. Wow, lần này là tụi mình giàu to rồi. Kỳ này là 500 anh em siêu nhân tụi mình là hả khỏi phải gian nắng nhầm mưa rồi các bạn. Giang hồ giải nắng rồi. Đâu 5 triệu đô luôn. Wow. Sống khỏe luôn các bạn. Sau này khỏi cần phải đi cày cuốc kiếm tiền nữa rồi. 100 mấy chục tỷ rồi. Mình về mình chia cho mỗi thằng hả 10 tỷ. Mỗi thằng 5 tỷ, 2-3 tỷ gì cũng được. Rồi đi ra thôi anh em. Máy nó bấm chuông rồi, cảnh sát rồi tới sùm xì đèo hết trơn rồi. Trời ơi máu quá trời. Rồi mấy người anh em chung của mình đứng ngoài đó kìa. Rồi đổ ra thôi anh em. Đụng nó bắn anh em mình ngoài kìa. Ê tụi mày dám bắn anh em tao. Thằng nào dám bắn anh em tao. Anh tao rất đông nguy hiểm với tụi bay. Ôi có cả cơ động tới luôn kìa. Ôi anh em đổ ra tụi mày chết rồi con. Đó anh em tao đổ ra đó tụi mày thấy chưa. Đâu mấy người anh em của tôi có bị chuyện gì không? À, chết một thằng gao, một thằng mãnh thú rồi. Không sao anh em mình còn rất là đông. Tụi nó không có làm gì được anh em mình đâu. Để mình xử lý mấy cái thằng mà trực thăng này mới được. Bắn đưa thôi anh em. Bắn đưa đó. Chúng ta phải chiến đấu vì những đồng tiền của chúng ta vừa mới cướp được. Đó là những đồng tiền tuy không chân chính nhưng mà cũng phải gán bảo vệ các bạn.
không thể nào để cho công cán của tụi mình gọi là bị tụi nó lấy lại một cách vô con mẹ lý như vậy được. Mày đu quá mày, mày đu quá mày, đu 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 đu. Ngu lắm mấy đu trước họng súng của anh, những anh em sinh nhân của tụi tao thôi mày biết không. Để mình xử lý mấy cái thằng mấy thằng đu đu của các bạn. Đây, mày đây, mày ngon mày đây. Tao bắn vô má mà nhìn không ra luôn con. Đâu bullet từ đây. Bullet hôm nay gặp tụi tao là hả, cũng giả bộ điếc luôn rồi con. Anh em cẩn thận nha anh em. Chúng ta phải gọi là giải tán đám đông này trước. Ghê thiệt chứ. Mấy cái thằng người dân này thấy tụi mình hả đứng bắn nhau như vậy á, mà nó còn gán chạy qua nữa, mình cũng nể thiệt. Phục sát đất luôn á các bạn. Đâu đâu, thằng nào lết háng như đây nữa, tao bắn hết. Bắn chết hết tụi nó anh em. Tụi cái xác này nó rất là đông và nguy hiểm nha, anh em cẩn thận nha. Hồi nãy giờ tụi mình bị chết hết mấy người anh em rồi đó. Hôm nay á mình cầm cái súng này lợi hại quá các bạn ơi. Đây đây, lát nữa mình bỏ xe, mình bỏ tiền vô chiếc xe này nè các bạn. Chiếc xe Wazer New. Đó, lát nữa mình bỏ tiền vô xe này rồi mình chùn. Chùn ngay vào luôn. Đây anh em mình nãy giờ cũng đang bị cho nó bắn quá trời nè. Ê, mà chết thật mấy người anh em ơi. Hồi nãy chết 2-3 người, bây giờ chết 4-5 người luôn rồi. Rồi chết người anh em rất là thân tình của mình. Trời ơi, cái thằng chó này nó chạy nó cán anh em mình luôn. Bất dạy thiệt chứ. Mình không thể nào chờ để cho nó chạy dễ dàng như vậy được. Rồi chạy luôn rồi. Mình không có lấy mục tiêu được. Mày chạy bay đâu, mày bay đâu. Còn có dí được nó không nha. Rồi mất tiêu luôn rồi. À, có dí có bay ăn lại các bạn. Mày lách đi đâu. Mày lách thôi mày. Mày tưởng rồi mày. Mày sao hát được họng súng của anh em tụi tao à. Anh em tụi tao rất là trẻ trâu mà đua đòi nha mày. Trời, nhìn mấy người anh em mình phải bỏ mạng vì những cái đồng tiền này mình thấy rất là đáng luôn á các bạn, chứ không có hối hận đâu nha. Tại vì tiền là tiền tụi mình ăn cướp mà, chứ đâu phải tiền tụi mình làm ra đâu mà hối hận các bạn. Tội đông quá tụi mình chịu thôi chứ sao giờ. Đây bé nãy chỉ núp không rồi các bạn, anh em cẩn thận nha. Ủa sao, ủa sao mà thấy mấy anh em mình còn ít quá vậy. Thằng này mày xong với tao rồi, mày chạy không được tao đâu. Mày hả mày, mày dám cán anh em tụi tao là mày, mày xong đời mày rồi con. Ôi thằng kia đó nó chết trên xe nó điên luôn các bạn, chân nó đập gao hết trời luôn kìa. Mày 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 lâm lết hay ra đây, mày dám cán anh em tụi tao đốt mày luôn á. Đốt mày luôn nè, cho mày chết cháy luôn. Ê ê, khoan khoan, quay lại cover với người anh em của mình chứ. Để bắn chết anh em của mình bây giờ. Ôi chết quá trời luôn rồi kìa. Xin lỗi tất cả những người anh em nha. Mày, tao phải lấy cái súng này cho tao tiêu diệt tụi bay mới gọi là hả sợ tao. Đâu không ổn rồi, chết quá trời người anh em của mình luôn rồi. Thôi rút rút anh em ơi. Rút.
đi theo tôi, mình phải lấy cái súng này ra mình chơi rồi. Mấy người anh em của mình chết quá trời luôn rồi. Không ổn rồi anh em ơi. Đi đi theo tao nè. Đi 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 anh em, đi anh em. Đi anh em, trốn vô đây, trốn vô đây. Mình phải cứu mấy người anh em của mình cũng được. Mình chỉ cần lơ là một chút xíu thôi là anh em của mình bỏ mạng quá trời luôn rồi. Đi anh em, đi anh em. Đi đây, nghe lời tao đi. Tụi đông lắm. Anh em chơi không có lại ở đâu. Vô đây, kéo vô đây, kéo vô đây. Đứng ngoài đó họ chết hết bây giờ anh em. Rồi rồi, đi anh em, đi anh em vô đây nè. Vô đây đỡ bị nó úp sọt hơn. Đứng ngoài đó hả, nó bắn tứ phía hết. Không biết đường nào mà hả, lần đâu anh em. Vô đây, vô đây. Vô đây tụi mình có thể là dễ dàng phòng thủ được. Đó, mình đứng trong đây bắn nó dễ hơn nè. Là đứng ở ngoài kia. Mình không biết đường nào để mình chơi cho nó hết á. Đó, bây giờ thằng nào vô đây là mình chơi tất luôn nè. Nó chỉ có một đường vô thôi à. Đó, giờ nào vô đây. Anh em tao chơi hết. Mấy anh em mình kéo qua chơi nữa. Anh em mình đúng là sung quá các bạn. Đây, anh em mình kéo qua chơi nữa. Chơi luôn, chơi cho nó chừng nào mà không còn bóng nữa thì mới thôi. Đây. Đó, sau lưng tụi mình, sau lưng, sau lưng tụi mình, sau lưng tụi mình. Mày hả mày. Đấy, chơi luôn anh em. Sợ gì? Có gì anh em mà chết, tôi chạy trước nha. Mày hả mày. Mình đã chuẩn bị sẵn một con máy bay chiến đấu rồi các bạn. Một con máy bay FE-18 rồi. Lỡ có gì thì mình chuồn trước, mình cầm tiền mình chuồn trước. Thôi chắc mình chuồn trước các bạn ơi. Mình thấy cái này không ổn rồi. Đây. Chào tạm biệt tất cả anh em nha. Tôi hả đi trước đây. Đây để mình chuyển qua cái tên lửa mình chơi cho nó. Mà mình chơi cái bài này nó còn dám bắn mình nữa, hay thiệt chứ. Đâu? Mày vô đây. Mày ngon lên đây mày chơi tao. Đó, mình có bài chiến đấu mà mình chạy được. Mình chạy đây là nó hết truy nã mà được à. Đó, sau đó mình hả chạy để mình nhảy dù xuống các bạn. Mình nhảy dù xuống xong rồi lấy tiền mà đem đi cất giấu. Anh em nào còn sống thì còn xài được. Còn anh em nào mà chết rồi thôi bye bye anh em chứ sao giờ các bạn. Đông quá anh em mình chết quá trời luôn rồi. Đó, mình bay, anh em bay rất là nhanh. Rồi
ngon lành chành đạo luôn các bạn. Tôi biết mình ở đâu mới sợ á. Không, vậy thoát được rồi các bạn. Ủa, hồi nãy mình thấy có mấy chiếc trực thăng ở đây nè. Nhưng bây giờ nó bỏ đi hết rồi. Ok các bạn, và như vậy là ngày hôm nay tụi mình đi cướp ngân hàng có một chút mà gọi là hơi khó khăn. Nhưng mà tụi mình dù sao cũng đã trốn thoát được cái tụi cảnh sát này và tiền thì nó vẫn nằm trong tay của tụi mình ha. Ok, và như vậy thì video clip của mình tới đây kết thúc nha. Và mình cảm ơn các bạn đã xem video clip này của mình. Và nếu như thích thì các bạn hãy nhớ cho một like, một subscribe để ủng hộ channel của mình. Và nếu như các bạn có yêu cầu hay là có ý kiến thì các bạn nhớ ghi ở bên dưới video của mình nha. Ok, và mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên channel của mình nha.